Kính chào quý khán giả đang theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trang về hương trà hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đón xuân mới Canh Tý 2020, người dân các địa phương ở Hương Trà càng phấn khởi hơn khi kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới đang mang lại những đổi thay trong đời sống vật chất và tinh thần. Cùng đến với làng nghề Địa Linh của xã Hương Vinh để hiểu thêm về nét độc đáo cùng những vui buồn của người dân đang gìn giữ nghề truyền thống làm ông táo nổi tiếng một thời. Thưa quý vị và các bạn, đất trời đã vào xuân, không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền cũng đang rộn ràng nơi nơi. Hòa cùng niềm vui xuân mới với mong ước hạnh phúc bình an đến với mọi người, mọi nhà. Người dân ở nhiều địa phương của Hương Trà càng phấn khởi hơn trước những đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, về đời sống vật chất lẫn tinh thần được nâng cao. Đây chính là kết quả nổi bật sau 10 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã cùng chung sức đồng lòng bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Về các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Hương Trà trong những ngày giáp Tết Canh Tý 2020. Kết quả tạo nên ấn tượng đầu tiên đó chính là hạ tầng kinh tế xã hội đã được quan tâm đầu tư khá khang trang, đồng bộ. Đặc biệt với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp ở Hương Trà đã tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của cấp trên, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để thực hiện nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông thôn xóm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng ngay tại các khu dân cư, các trục đường trung tâm xã. Cùng với đó là người dân cũng đã tự nguyện huy động kinh phí xây dựng nhà cửa, tường rào, cổng chào khang trang, đã và đang tạo nên một bức tranh nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Chúng tôi nhận thấy tất cả mọi mặt đều phát triển lên rất nhanh, đặc biệt là điện, đường, trường, trạm đã giúp cho người dân của địa phương chúng tôi là phát triển kinh tế thuận tiện, đi lại làm ăn buôn bán là rất là thuận tiện. Thì bản thân tôi là một người dân thì cảm thấy từ khi mà có chủ trương để xây dựng nông thôn mới thì những con đường ngõ xóm thì thứ nhất là quay khang trang sạch đẹp, kể thứ hai nữa là quay như về đời sống của nhân dân là càng phát triển, phát triển về là chuyển đổi những cái cây trồng vật nuôi để chuyển đổi từ cái các mô hình đến mô hình khác thì đời sống nhân dân rất là phát triển. Khi tôi là nhà tranh vách nữa nhưng bây giờ chưa là toàn bộ là quá như khang trang, từ là quá như nhà cấp 4 lại lên đến kiến cố nhà tầng thì đúng ra là quá như là rất là khởi sắc. Cùng với việc chủ trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được quan tâm, trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở Hương Trà đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng và nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần tăng thêm thu nhập và giảm nghèo bền vững. Với những nỗ lực cố gắng đó, đến cuối năm 2019, Hương Trà có 4 trên 8 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Hương Vinh, Hương Bình, Hương Toàn và xã Hà Dương. Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế và phấn đấu theo lộ trình đề ra thì từ nay đến cuối năm 2020 là thực hiện ổn định diện tích cao su 1.000 ha và nâng cao cái chất lượng về cái kinh tế rừng trồng, đặc biệt là áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao cái hiệu quả kinh tế và đẩy mạnh phát triển cái kinh tế vườn đồi, vườn rừng và cái kinh tế gia trại, trang trại, tiếp tục vận động nhân dân và huy động mọi cái nguồn lực của xã hội để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới các cái hệ thống giao thông nội đồng, đường sản xuất và các cái thiết chế văn hóa để phục vụ đời sống nhân dân của nhân dân cũng như phát triển kinh tế sản xuất. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng xây dựng nông thôn mới là chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân là tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy nội lực, rồi tiếp tục rồi tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình tiêu quốc gia của cấp trên để mà nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và phấn đấu là trong thời gian tới là xã Hà Dương là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo mục tiêu đặt ra, năm 2020, thị xã Hương Trà phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới,
nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 6 trên 8 xã, đạt 75%. Trong niềm hân hoan của năm mới Canh Tý 2020, những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thị xã Hương Trà cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp để vừa giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, vừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu nêu trên, tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn ở các tiêu chí chưa đạt theo lộ trình đề ra như giao thông, trường học, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa đạt tiêu chí theo quy định. Về phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất an toàn có liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao thu nhập trên 1 hecta diện tích, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong huy động nguồn lực của nhân dân, đặc biệt là hiến đất, mở đường, góp công, góp của, xây dựng các công trình công cộng để hoàn thành các mục tiêu nêu trên. Mùa xuân mới, khí thế mới và cũng là quyết tâm mới. Đó chính là những gì mà mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Hương Trà hướng đến trong năm Canh Tý 2020 để xây dựng bộ mặt nông thôn Hương Trà ngày càng khởi sắc và thực sự trở thành một làng quê đáng sống. Thưa quý khán giả, Địa Linh là một trong hai địa phương trong tỉnh nổi tiếng với nghề làm nghề đúc tượng ông Táo. Nhưng sau này, khi Lăng Sinh chuyển sang làm ảo ông Táo, chỉ còn Địa Linh là nơi cuối cùng còn giữ được nghề truyền thống độc đáo này. Những năm gần đây, dù không còn cảnh rộn ràng tấp nập như xưa, nhưng vào những ngày tháng cận Tết Nguyên đán hàng năm, các gia đình còn theo nghề truyền thống này vẫn tất bật hối hả chuẩn bị để kịp cho phục vụ nhu cầu cúng đưa rước ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Nhưng lần khuất sau sự tất bật hối hả ấy là nỗi niềm, là trăn trở. Liệu mai này có còn ai theo nghề? Tiếng gõ khuông lách cách, những làn khói đột lò tỏa lên không trung. Đó là những âm thanh, hình ảnh được cảm nhận đầu tiên khi đến làng nghề làm tượng ông Táo ở thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Danh tiếng là làng nghề truyền thống, nhưng trên thực tế hiện chỉ còn 4 hộ gia đình vẫn bám trụ với nghề. Tất cả đều là anh em, họ hàng thân ruột và là đời thứ 3, thứ 4 kế tục nghề. Không biết nghề làm ông Táo xuất hiện từ bao giờ, ông Nam chỉ biết từ thời ông nội và cha mình đã mưu sinh bằng nghề này và truyền lại cho 4 anh em. Năm nay 57 tuổi, làm được 37 năm rồi. Mình đang nghĩ truyền thống là Tết nhịp, Tết là mình phải làm để được khí là thu nhập, sau là vui. Vì thì được cái xí ông cha lại. Sáng tạo thêm những khuôn mẫu mới để cải thiện chất lượng cũng như đa dạng mẫu mã hơn để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Với những khuôn gỗ được khắc sẵn, công đoàn nàng tượng không tốn thời gian như trước đây, dù vẫn đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn trọng của người thợ. Những năm gần đây, người thợ làng nghề cũng làm thêm một số công đoàn như tô, vẽ màu, trang trí cho tường. Tuy nhiên, công đoàn khó nhất từ xưa đến nay vẫn là làm đất và nung tường. Cực ấy, làm đất, đất cứng á, mình làm đất, đất trung bê bên trì. Rồi đầu mình chạy xong rồi mình làm. Khi mình chùm lo là mình phải thức đêm mới đổ trụ, còn trực. Trực lo không chảy, không phực lên. Mình ở mượn hẳn là vừa lửa thôi. Còn mình để húng ạ, lần teo. Teo là mình sơn vô ạ, lần trượt. Trượt được sơn đi. Nó hẳn không dính. Mà vừa đi là sơn hẳn dính. 2 ngày, 3 ngày lần. 3 ngày hẳn mình ngồi lần. Là mình lại vừa quả lần đen. Nhọc nhằn trong khâu làm đất, vất vả sớm hôm để canh lò là vậy. Nhưng thu nhập theo các hộ dân làm nghề cũng chỉ lấy công làm lại,
Vì vậy, nhiều hộ đã dần bỏ nghề. Trong số 4 anh em còn theo nghề, cũng chỉ có vợ chồng ông Năm làm quanh năm. Còn lại lớp trẻ như con, cháu ông cũng chỉ làm phụ vào những tháng cao điểm cuối năm. Ông nhà làm, và chứ ông già thì ông làm nữa, chứ mình làm. Làm mỗi lại của mình, còn mỗi lại của mình. Đi làm việc khác chẳng phải làm nghề đi. Nghề đi ba buộc tệ tâm mình làm thôi. Tháng 10, tháng 11 á, làm lần rửa thôi. Bà con bà em làm là em làm, và sau ví dụ em làm chắc thì chưa chắc. Em chỉ có in với thêm phụ làm bạn, với chạy bạn luôn rồi sớm làm như được á. Cho làm đất với vô lo ra lo mới làm được. Cái này nặng, chỉ làm dù ngày thu nhập khoảng 100 ngàn hay 150 đô rửa. Đó, mình có thể chịu khó mình làm. Cái con mà làm ngày 100 ngàn tham mình đi làm thuê, làm mượn họ cũng được hơn rửa. Đó, cờ em là vô công ty máy thì thương, đó, làm mấy cái nợ khỏe hơn. Rành rồi hơn con ấy chân bung tay lắm đất. Không biết sẽ còn có ai theo nghề. Một tương lai mà ngay cả những người gần cả cuộc đời gắn bó với nghề như ông Nam cũng không muốn nghĩ đến. Buồn vui, trăn trở là vậy, nhưng những người làm nghề hôm nay vẫn nuôi niềm hy vọng rằng khi tập tục thờ cúng ông Táo vẫn được gìn giữ trong mỗi nếp nhà gia đình Việt, dù ở thành phố hay miền quê. Dù gia đình khá giả hay nghèo khó, thì ở làng quê Địa Linh, những tháng cận Tết, hẳn sẽ vẫn còn những tiếng gọt khuông lách cách, những làn khói đột lò tỏa lên không trung. Để sau ngày 23 tháng Chạp, tiếng ông Táo về trời, gạt lại những nhọc nhằn vất vả mưu sinh, người dân làng nghề sẽ lại đón một cái Tết đầy đủ hơn, sung túc hơn. Chia tay với những người dân làng nghề làm ông Táo Địa Linh, hẳn là quý vị và các bạn cũng như Diệu Hiền đều có chung mong ước những thế hệ sau này sẽ tiếp nối gìn giữ nghề, cho dù nhiều nhọc nhằn và thu nhập không cao, để những ông Táo từ làng nghề này vẫn luôn hiện diện trong gian bếp của mọi gia đình. Đến đây, trang địa phương Hương Trà cũng xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương mục lần sau.